một sự kiện ý nghĩa và được người dân Bình Phước phấn chấn đón nhận là trung tâm tỉnh lỵ Đồng Xoài được nâng cấp từ thị xã lên thành phố trực thuộc tỉnh. Việc thành lập thành phố Đồng Xoài sẽ tạo tiền đề thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của thị xã Đồng Xoài nói riêng và tỉnh Bình Phước nói chung. Bên cạnh đó, sau khi thành lập thành phố Đồng Xoài, tỉnh sẽ thực hiện nhiều giải pháp để phát triển kinh tế xã hội với mục tiêu hàng đầu và lâu dài là xây dựng một thành phố thông minh với nền hành chính công phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp. Sau khi thành phố Đồng Xoài ra đời, tỉnh Bình Phước có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 8 huyện, 2 thị xã và 1 thành phố. Dù tài chính hạn hẹp, nhưng 2 năm qua, thị xã Đồng Xoài vẫn được tỉnh cấp kinh phí 200 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng. Như vậy, cả nước hiện chỉ còn duy nhất thị xã Gia Nghĩa, trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh Đắk Nông, chưa phải là đơn vị hành chính cấp thành phố trực thuộc tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Huỳnh Anh Minh vào chiều nay đã chủ trì cuộc họp nghe công ty cổ phần tập đoàn FLC và đơn vị tư vấn báo cáo phương án ý tưởng xây dựng dự án khu đô thị mới kết hợp du lịch nghỉ dưỡng Hồ Suối Cam, thành phố Đồng Xoài. Dự cuộc họp còn có các sở ngành, đơn vị liên quan. Theo đồ án quy hoạch, khu đô thị mới kết hợp du lịch nghỉ dưỡng Hồ Suối Cam có tổng diện tích quy hoạch khoảng 1.774 ha nằm ở phía tây bắc thành phố Đồng Xoài. Khu đô thị bao gồm các hạng mục như trung tâm thương mại dịch vụ, trung tâm thể dục thể thao, khu biệt thự, nhà ở liên kế, làng văn hóa các dân tộc, trung tâm công cộng, bệnh viện nghỉ dưỡng. Ngoài ra còn có tổ hợp trung tâm hội nghị quốc tế, khách sạn, resort 5 sao kết hợp với sân golf 18 lỗ, cung cấp các dịch vụ lưu trú và vui chơi giải trí cao cấp. Không gian xanh được chú trọng với các khu công viên và mặt nước, tạo thành một khu đô thị xanh và bền vững. Theo ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp, quy mô dự kiến 110.000 dân,
nhưng quy hoạch trường học chưa bảo đảm, đề nghị bố trí hệ thống các trường học từ mầm non đến trung học cơ sở. Bên cạnh việc xây dựng một số sản phẩm đặc trưng của Bình Phước, khu quy hoạch vui chơi giải trí cần có những nét độc đáo. Chủ trì cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Huỳnh Anh Minh đã đánh giá cao đồ án quy hoạch. Quá trình quy hoạch, bên cạnh việc nghiên cứu tuyến đường tránh đô thị, ông đề nghị FDC nên nghiên cứu các kết nối với trục đường quốc lộ 14 DT741 và mở đường kết nối từ khu đô thị tới bờ sông Bé. Dự án cũng cần chú ý đến sự kết nối hài hòa giữa khu đô thị mới với các dự án lân cận. Về hạ tầng xã hội, cần nghiên cứu thêm khu tái định cư và cụ thể về phân kỳ đầu tư. Ông yêu cầu FDC tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, chỉnh sửa, hoàn thiện đồ án để trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét thông qua. Thưa quý vị, dù có vị trí xa thành phố Hồ Chí Minh hơn các địa bàn lân cận như Đồng Nai hay là Bình Dương, song tỉnh Bình Phước đang dần chứng tỏ sức hút đầu tư bất động sản trong hơn một năm nay. Đặc biệt là với sự kiện thị xã Đồng Xoài được lên đơn vị thành phố, bất động sản của tỉnh Bình Phước đã trở thành cuộc đua của các ông lớn trong lĩnh vực này. Về vị trí hiện nay, tỉnh Bình Phước có điểm bất lợi so với Đồng Nai và Bình Dương vì cách xa thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, bản thân địa phương này có rất nhiều thuận lợi tự nhiên khác như khí hậu hiền hòa, hầu như không có thiên tai bão lũ, tài nguyên đất còn nhiều, lại còn nằm ở vị trí tiếp giáp cùng lúc Lào và Campuchia. Các đơn vị đầu tư nhận định khi những công trình giao thông lớn sắp hoàn thành trong thời gian tới sẽ nhanh chóng tăng sức hút bất động sản cho địa phương này. Hiện nay là từ thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đến Đồng Xoài, có những cái con đường như là quốc lộ 13, quốc lộ 14, tỉnh lộ 741 thì đây là một trong những con đường trọng yếu kết nối của miền Đông Nam Bộ với Tây Nguyên. Do đó là cái việc lưu thông từ thành phố Hồ Chí Minh đến cái dự án rất là dễ dàng. Và khi mà các công trình tiện ích được đầu tư đưa vào sử dụng, lợi nhuận không dưới 30%. Nhiều dự án đã khởi công và liên tục mở bán với các ông lớn đầu tư như FLC, HUD Nha Trang, Công ty Cổ phần Đại Nam. Bên cạnh đó, vào cuối tháng 11 năm 2018, với quyết định nâng lên thành phố, khu vực Đồng Xoài của tỉnh Bình Phước lại càng trở thành nam châm hút nhiều dự án bất động sản lớn. Trọng tâm tại khu vực Đồng Xoài có thể kể đến khu đô thị phức hợp cảnh quan Cát Tường Phú Hưng đã mở bán 4 lần. Nó là một phần của tỉnh Sông Bé. Sau này tách cái tỉnh Sông Bé thành hai tỉnh là Bình Dương và Bình Phước. Ngoài cái việc Bình Dương phát triển công nghiệp là dẫn đầu cả nước rồi, thì hiện nay là các quỹ đất lớn để mà phát triển khu công nghiệp, thu hút các nhà đầu tư thì chỉ còn là Bình Phước là có quỹ đất lớn. Đây là cái cơ sở để mà cái thị trường bất động sản công nghiệp phát triển kéo theo các bất động sản thương mại phát triển. Và chắc chắn rằng cái thị trường bất động sản Bình Phước chỉ là mới khởi điểm, chưa phải là cái giai đoạn là phát triển dinh mùi. Do đó đây là cơ hội cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước về đây đầu tư các cái dự án với quy mô lớn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2019, tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 7,54%. Đây là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ các năm tính từ năm 2011 đến nay. Nhiều chỉ số thu hút đầu tư nước ngoài khác cũng tạo tiền đề thu hút đầu tư bất động sản cho Bình Phước trong nửa cuối năm 2019. Tuy nhiên, dự báo cuộc đua này không chỉ riêng các ông lớn mà đã có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp vừa, doanh nghiệp địa phương khác, yêu cầu nhà đầu tư cần thận trọng khi chọn sản phẩm bất động sản uy tín tại Bình Phước trong thời gian này.